phu nhân của đại tướng Hoàng Văn Thái giỏi cỡ nào? Quý vị và các bạn thân mến, ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo ở Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Trong số những chiến sĩ đầu tiên của đội có bà Đàm Thị Loan, phu nhân của đại tướng Hoàng Văn Thái. Để hiểu rõ hơn về bà, Chân Dung Lịch Sử mời quý vị theo dõi video ngay sau đây. Cô gái Tày mang tên Thanh Xuân. Bà Đàm Thị Loan, tên thật là Đàm Thị Nết, người dân tộc Tày, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1926 tại thôn Ảng Giàng, xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Bà là một trong ba đội viên nữ đầu tiên và không chính thức của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tháng 11 năm 1940, bà gia nhập Việt Minh, lấy bí danh là Thanh Xuân và được phân công phụ trách trung đội phó trung đội tự vệ xã Hòa Minh, tỉnh Cao Bằng, kiêm công tác đưa đón cán bộ bí mật qua lại. Cuối năm 1941, bà thoát ly gia đình, tham gia hoạt động cách mạng. Bà được huấn luyện về chính trị, quân sự và tham gia trung đội cứu quốc quân. Trong thời gian này, bà lấy các bí danh là Minh Phương, Minh Nhật. Ngày 16 tháng 12 năm 1944, bà nhận được giấy gọi tham gia đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đúng 17 giờ ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với 34 chiến sĩ được chọn lựa từ các đội du kích Cao Bắc Lạng. Tuy quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân. Nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta. Đây chính là đội quân đàn anh, là tiền thân của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham gia vào buổi lễ thành lập đội, bà cùng với các chị Cầm, chị Loan được phân công chuẩn bị bữa cơm chay cho đội. Tuy không trực tiếp tham gia lễ tuyên thệ, nhưng ba chị vẫn được coi là ba nữ đội viên đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Bữa cơm đầu tiên của đội có ý nghĩa vô cùng to lớn và sâu sắc, biểu thị tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tháng 5 năm 1945, bà tham gia chi đội giải phóng quân dưới sự chỉ huy của chi đội trưởng Đàm Quang Trung, với tên mới là Đàm Thị Loan. Tháng 7 năm 1945, bà được cử đi học tại trường quân chính kháng Nhật. Đến giữa tháng 8 năm 1945, chiến tranh thế giới có những biến chuyển lớn với sự thất bại của phát xít Đức. Cùng với đó, Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Quân Nhật ở Đông Dương trở nên rệu rã. Nắm bắt thời cơ ngàn năm có một, ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc ban bố quân lệnh số 1, chính thức phát lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước. Chiều 16 tháng 8, một đơn vị giải phóng quân do đồng chí Văn chỉ huy xuất phát từ Tân Trào, Tuyên Quang, tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên. 4 giờ sáng ngày 19 tháng 8, toàn bộ đơn vị đã có mặt ở địa điểm quy định. Đội tảng sáng là bắt đầu công kích. Theo lệnh của đồng chí Văn, đội tuyên truyền của bà Loan vừa làm công tác dân vận, vừa làm công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ lời kêu gọi tổng khởi nghĩa của đoàn thể và Việt Minh. Đến chiều ngày 20 tháng 8, sau nhiều trận đánh dữ dội, thị xã Thái Nguyên hoàn toàn được giải phóng. Giờ thị xã Thái Nguyên, bà Loan và đoàn quân tiến về Hà Nội trong sự vui mừng, hân hoan của người dân thủ đô. Trước đó 2 ngày, khởi nghĩa đã nổ ra ở nhiều nơi và giành thắng lợi ở các tỉnh như Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. Tại Hà Nội, tối 19 tháng 8, khởi nghĩa chính quyền giành thắng lợi. Giây phút thiêng liêng mang tên Ngày Độc Lập. Theo lời kể của ông Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác Hồ, để chuẩn bị cho lễ meeting tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, riêng việc kéo cờ trên lễ đài, bác gợi ý ban tổ chức nên chọn thành phần nữ tiêu biểu, như vậy càng thêm ý nghĩa của Ngày Độc Lập. Lĩnh hội ý kiến của bác, tối 1 tháng 9 năm 1945, tại địa điểm đóng quân của chi đội ở trại bảo an binh của Pháp, đồng chí Đàm Quang Trung là người phụ trách chi đội có gọi bà Đàm Thị Loan đến và giao nhiệm vụ. Chi đội tin tưởng giao cho đồng chí Loan một nhiệm vụ quan trọng. Ngày mai, mùng 2 tháng 9, đồng chí đại diện cho quân giải phóng và một nữ tự vệ Hà Nội, đại diện cho nữ sinh thủ đô, sẽ cùng kéo cờ trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình.
Trong hồi ký từ Việt Bắc đến Tây Ninh, bà viết: "Tôi lặng người. Điều đồng chí vừa nói làm tôi xúc động. Lại một đêm không ngủ. Hạnh phúc đến thật bất ngờ. Những năm tháng hoạt động lại lướt nhanh trong đầu óc tôi. Trước đây ở Việt Bắc, mỗi lần dương cao lá cờ đỏ sao vàng năm cánh lên trong các cuộc meeting là chúng tôi lại mơ ước có ngày lá cờ thiêng liêng này sẽ tung bay tự do trên nền trời của Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng đã thực sự trở thành quốc kỳ của nước Việt Nam độc lập." Ngày 2 tháng 9 năm 1945, bà Đàm Thị Loan trong bộ trang phục giản dị của quân giải phóng, đầu đội mũ calo có đính quân hiệu sao vàng, túc trực dưới chân cột cờ trước lễ đài. Cùng kéo cờ với bà Loan hôm ấy là bà Lê Thi, con gái của nhà giáo, liệt sĩ Dương Quảng Hàm. Cả hai bà đều ở trong tâm trạng hồi hộp, xúc động, đợi chờ giờ phút trọng đại thiêng liêng của đời mình. Trước khi buổi lễ bắt đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi qua khu vực kéo cờ đã dừng lại trước bà Đàm Thị Loan và hỏi: "Cô Loan giải phóng quân phải không?" Bà Loan xúc động, nước mắt như muốn trào ra, giọng líu ríu thưa lại với bác: "Vâng ạ, thưa bác, cháu là Loan đây ạ." Bác nhẹ nhàng căn dặn: "Việc cháu làm vinh dự lắm đấy." Tiếng hô chào cờ vang lên. Hai tay bà Loan và bà Thi nắm chắc dây, từ từ kéo, nhịp nhàng với bài nhạc tiến quân ca hùng tráng. Lá cờ càng lên cao càng phất mạnh. Sau nghi lễ, cả hai im lặng, hướng mặt lên lễ đài. Giọng bác vang lên đầm ấm, lời tuyên ngôn độc lập đanh thép hùng hồn: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy." Khi cả hàng vạn đồng bào có mặt hôm ấy đồng thanh vang lên tiếng xin thề, thì tận đáy lòng, bà Loan cảm nhận được một cách rõ ràng, bà đã ghi lại cảm nhận của mình trong hồi ký từ Việt Bắc đến Tây Ninh. Thế nào là sức mạnh của quần chúng khi được giác ngộ? Thế nào là sức mạnh của cách mạng? 4 năm qua, trên con đường cách mạng đầy gian khó, từ núi Lũng Hoàng về đến quảng trường Ba Đình lịch sử này, tôi đã cống hiến cho cách mạng trọn vẹn sức lực, trí tuệ, tuổi trẻ của mình. Tôi chưa hề thoái thác bất cứ một nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nào. Tôi đã hành động và suy nghĩ xứng đáng với lòng tin của đồng bào, nhân dân, những người đã từng đùm bọc, cưu mang tôi. Ngày 15 tháng 9 năm 1945, bà Đàm Thị Loan xây dựng gia đình với người đồng đội là đồng chí Hoàng Văn Thái, khi đó là Tổng tham mưu trưởng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Có một sự trùng hợp của lịch sử, hai ông bà cùng là đội viên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong ngày khai sinh tổ chức vũ trang, ông là người cầm cờ, còn bà về sau là một trong hai người kéo lá cờ Tổ quốc trong lễ tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông bà có với nhau 6 người con. Sau cách mạng tháng 8, bà được phân công làm trung đội trưởng trung đội tự vệ nữ Hà Nội, trung đội Minh Khai, kiêm huấn luyện quân sự cho các nữ tự vệ. Một thời gian sau, bà được điều về Bộ Tổng tham mưu. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 19 tháng 12 năm 1946, bà cùng với cơ quan Bộ Tổng tham mưu chuyển lên Việt Bắc. Bà tham gia công tác cơ yếu. Năm 1954, bà cùng cơ quan về tiếp quản thủ đô. Năm 1958, bà Đàm Thị Loan được thăng quân hàm thượng úy. Năm 1967, bà được thăng quân hàm đại úy. Cuối tháng 11 năm 1967, bà được phân công công tác tại Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam ở Tây Ninh. Năm 1970, bà được tổ chức điều về Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Bà được thăng quân hàm thiếu tá năm 1975, trung tá năm 1977, được tặng thưởng huân chương độc lập, huân chương kháng chiến hạng nhất cùng nhiều huân huy chương và phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước. Bà nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Bà Đàm Thị Loan qua đời ngày 28 tháng 1 năm 2010 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 84 tuổi. Bạn có cảm nhận như thế nào về đại tá Đàm Thị Loan? Hãy để lại ý kiến của các bạn xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.